quả của hai anh em mình. Thì việc dắt mấy gà vô xong. Bữa nay mình làm món chiên nước mắm nha anh em. Cho anh cu. Vô. Vô. Má không có cây móc sao lắm. Gớ anh cu cho nóc nhà anh em. Gớt ngay nhánh đó mà sao gớt vô cũng không nhà hay gì. Bắn cù gớt giờ phải lên khều xuống nha nè. Mày khều ra đây nè chứ mày khều đó coi chừng gớt vô cái đống bạc rồi khỏi khều á. Vậy. Dí nó coi nó sao nó còn bay kìa. Còn bay. Cụ, giơ lên mày. Rồi nhí, làm em. Nó gà gần luôn, Thôi bắn đi cho bắn. Một em tiếp. Thêm em lại nữa kìa. Trời ơi. Rồi em đó bay trong kia. Dí nó để nó gãy cánh kìa. Dí để nó bay nha. Dí làm được con cái gì nè. Con cù ở đứng nè. Gớt dí liền. Gớt con. Con đậu rồi, thôi lụm con này đi. Nhí làm con nữa nha nè.
Nó gãy cánh hay gì vậy? Đâu rồi? Lấy cái cây kiệu cái tinh tinh. Tinh tinh tinh. Gớt cho nóng nhà nha anh em. Để đi kiếm cái cây. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Nè mày đứng trên xe tao nè. Mày đứng ở đây mày thấy cái khỏi mất công leo. Leo lên xe mới thấy đúng rồi. Mày leo lên xe tao này mày ơi. Mày đứng ở dưới đây cái mày khều cho nó dễ không? Được. Được. Không có thích nào hay vậy? Thích. Cảm ơn chú. Đâu. Dạ. Rồi, gớt con nha. Nó xiên tự dưới xiên lên. Rồi quất. Gớt con. Dướng mẹ trên cây luôn rồi. Dướng trên cây ở chỗ nào em? Mày ra mày đứng mày coi ngay chỗ cái chỗ mày bắn coi. Nè nè nè. Nè mày đâu? Mày đâu? Đó nè. Không phải không, đây. Chưa đâu cái cây đâu. Quỷ đó. Mày nào? Thầy. Đây là mẹ đứa, đây là mẹ chung đó không? Đứng cái chỗ kẹ dưới nè mẹ. Kẹ đó thấy không? Con ơi. Đó. Cu con. Lấy cây chọt cái này đi. Bắn nó luôn. Bắn nó cho ngang vậy rồi bắn gì? Gớt, gớt, gớt. Đó, tu nha anh em. Cảm ơn. Gớt à. Gớt à. Gớt một con trống nè. Gãy, ấy, gãy cánh nó chạy kìa. Gãy đầu, gãy cánh. Nhí quán thiền lưới rồi, ngồi trên cù nè. Gớt. Gớt. Gớt con anh em. Con nó gãy cánh không vậy? Rồi nhảy đi. Nhảy gạo lụm luôn nha anh em. Hay quá Nhí ơi. Nhí lụm thêm con á nè. Giờ lên đây. Thử chưa? Thấy rồi, tao nó rồi. Gớt, tu anh em. Gớt, tu anh em.
gốc luôn á. Hay quá Nhí ơi. Lội xuống. Nè mày lội bên đây coi gần hơn nè. Đây nè mày ơi, đi đường đó gai không? Hay quá vậy rồi. Đi lên. Cùng đi anh em. Chưa. Rồi. Trên vô lụm được á. Còn trên bóng đèn ấy gặp thấy không? Trên bóng đèn. Thấy rồi. Gớm cù nè. Lầm nhí, gãy cánh nhí, nhí, nhí. Nhầm gì? Ông Phướng lại tìm mày nữa kìa. Trên đầu kè. Quay con đi. Gớt 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 gớt. Trúng mỏ. Đúng không? Trúng mỏ. Quả của hai anh em mình. Nhí. À, Nhí biệt danh bảy gà. Đó. Bỏ vô. Thấy không Nhí? Rồi, chào anh em nha. Mình là ná thủ một tay đây. Nay ở khu mình chỉ còn có cu nhí không mà chứ không có còn hàng gì hết trơn. Anh em đi từ 6 giờ đến 11 giờ mà được có 11 con. À, được như vậy, 19 con. Hey, hello anh em. Hôm nay anh em đi bắn về hả, cũng làm mấy món ăn chơi nha. Giờ làm mấy cái trước đi. Nãy giờ anh em mới làm xong rồi, bây giờ ha mình ướp để mình chiên nha. Chút cái nào mình chiên xong rồi cái mình dọn ra bàn, mình quay mình làm thành phẩm cho anh em coi nha. Rồi, ok anh em. À, nhìn hấp dẫn không?
Khi nào mà mình làm mình làm xong rồi mình quay lên cho anh em coi nha, anh em ăn cùng mình nha. Rồi. Rồi, sơ chế xong rồi giờ anh em mình chiên ha nha anh em. Bây giờ là mình chiên rồi mình làm món. Khi mà chiên anh em nhớ chờ chảo nóng nha, tại mình bỏ chảo nóng vô nó không có dính nha anh em. Còn nếu mà mình chiên mà mình để hả chảo chưa nóng chảo á, chưa nóng dầu gì hết mà anh em bỏ cua chiên vô là nó sẽ dính nha. Nó dính nhìn nó không có đẹp, nó không có ngon. Bây giờ là anh em mình chiên chuối đi rồi, chút có khi nào mà hả ra món á thì hả mình lấy. Giờ tạm thời là mình chiên trước. Bữa nay mình làm món chiên nước mắm nha anh em. Còn anh em nào mà không biết cách đó làm chiên nước mắm á, thì liên hệ với mình nha. Có gì hướng dẫn á, mình để dưới phần link mô tả, có gì anh em vô anh em coi giùm nha. Đây. À, anh em coi vàng vàng đã không? Nói chung cu hôm nay cũng nhiều mà tại anh em mình bắn có 4 người à, bắn mười mấy con là bắn nhắm đủ ăn rồi về, chứ cũng không có kiểu giờ bắn cũng không đi săn cũng không có nhiều, bắn canh đủ ăn về anh em ơi, chứ bắn nhiều về ăn cũng đâu hết đâu, xong rồi cái bỏ. Chút khi nào mà mình nấu xong thì hả mình quay cho anh em coi thành quả của mình nha. Rồi bye anh em. Xong rồi nha anh em. À, giờ tới đầu bếp mình làm rất là dữ. Anh Tiến nha, anh Tiến làm gan kim cúc. Mình nấu ăn là cái đũa chính với đũa sống mình phải nấu chung, nấu riêng chứ không được nấu chung anh em. Nếu mà nấu chung theo lực nấu ăn quốc tế là hả mình nấu chung như vậy ta la. Không cho mình nấu, nấu về tao nói mất vệ sinh. Là mình sợ anh em chứ nãy lấy ra dương thôi đủ. Cái này là món gì anh đầu bếp? Hả? Cái này món gì? Cái này là tái bản của món chiên nước mắm. Chiên nước mắm thì nó chưa tới, mà không phải chiên nước mắm thì nó cũng không phải. À, nói chung là cái món tự mình là cu chiên nước mắm đúng không?